Tôi sinh ra lớn lên thì ở tại đất Thái Bình. Cái niềm đam mê này là đến với tôi từ những năm 80, 90 rồi. Thế thì nhà mình thì có đèn của các cụ để lại, thì hàng ngày thì cứ được nghe các cụ thì hát để cho dâng văn thánh tại ngôi đền mà mình được sinh ra và lớn lên tại đó. Thế thì cũng nó là một cái niềm đam mê từ bé, mình được gần gũi, được nghe các cụ thì nó thành chi, nó ngấm vào lúc nào không biết. Từ đó thì mình bắt đầu là cứ bắt chước các cụ thôi, ngày xưa chỉ gọi là bắt chước, gọi học lỏm ấy. Thế từ đấy bắt đầu là mình cứ học dần, thế biết bắt đầu là đi hát. Thì ngày xưa nó không như bây giờ đâu, mọi thứ hát thì nó đơn giản lắm, có nghĩa là biết gì hát cái đấy. Thậm chí có những thứ mình không thuộc thì cứ nghĩ ra, thậm chí là hát có những câu chẳng liên quan gì, vì ngày đấy vô tư còn nhỏ, không hiểu lắm thì cứ biết đến đâu hát đến đấy. Còn không biết mà vẫn không ra được thì hát bừa đi, cứ lấy câu nọ chắp vào câu kia hát. Thế thì dần dần cũng sau một thời gian thì có rút được cái kinh nghiệm. Mấy hai nữa là mình được học hỏi dần. Cái ngày đấy thì phải đi xin những cái bản văn viết tay của các cô, các chú, các cụ. Thế là những người ta đã thuộc rồi, người ta chép cho mình. Thế thì cũng không được nhiều như bây giờ đâu. Thế thì cứ biết đến đâu thì về nhà lại cầm các cái bản văn đấy, mình học thuộc. Học thuộc xong đi hát. Có nghĩa là cái trải qua cái năm tháng đấy thì mọi thứ nó diễn ra, nó cảm thấy nó êm đềm lắm. Chứ không có cái sự mà phải giành giật bon chen hay là phải vì một cái mục đích gì cả. Ngày xưa nó chỉ là mục đích đam mê và thích thôi. Niềm đam mê đã dẫn cậu bé tên Long ngày ấy mới chỉ 8-9 tuổi gắn bó với hát văn cho đến bây giờ. Mấy chục năm đi hát, gia tài của nghệ nhân Long là hàng trăm hàng nghìn lần biểu diễn ở chợ đêm, phủ hay các sân khấu lớn nhỏ. Đây là buổi hát văn phục vụ chầu đồng của ông ở Yên Bái. Đối với ông Long, cũng như những nghệ nhân khác, chầu văn mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó là nghi lễ gắn với lịch sử phát triển của dân tộc. Còn được gọi là hát văn, hầu đồng, ngự đồng, loan giá ngự đồng. Đây là một nghi lễ quan trọng gắn với tín ngưỡng thờ mẫu và thờ Đức Thánh Trần của người Việt. Từ thế kỷ 17, cùng với quá trình hình thành quần thể các di tích trọng điểm ở Nam Định như Phủ Dày, Phủ Quảng Cung, Đền Bảo Lộc. Sau đó, chầu văn phát triển ra các vùng lân cận như Hà Nam, Thái Bình và ngày càng lan tỏa ra nhiều vùng trên cả nước. Nghi lễ chầu văn là một hình thức biểu đạt văn hóa, tín ngưỡng, gồm nghi lễ hầu đồng gắn với hát văn hay hát chầu văn, do thủ nhang thanh đồng, cung văn và một số người hầu dâng tiến hành trước các ban thờ ở các đền, điện, phủ, miếu gắn với tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Tứ Phủ. Trong nghi lễ hầu đồng, trước mỗi vấn hầu, những người tham gia phải chuẩn bị lễ vật, trang phục, đạo cụ trong múa hầu đồng phù hợp với từng giá hầu, phản ánh tính cách của từng vị thánh được hầu. Những nghệ nhân hát văn như ông Long được gọi là cung văn, ngồi cạnh dàn nhạc ở vị trí trang trọng trong buổi chầu. Mở đầu mỗi vấn hầu, thủ nhang hay pháp sư thường đăng đàn cúng Phật, thánh, sau đó người hầu đồng xin phép loan giá ngự đồng. Bà đồng ngồi vào giữa, bốn người hầu dâng và được người hầu dâng trùm lên đầu một vấn khăn màu đỏ, gọi là khăn phủ diện, và bắt đầu vấn hầu. Thường là mở đầu bằng giá tam tòa thánh mẫu. Trong nghi lễ hầu đồng có tất cả 36 giá đồng, mỗi giá thờ một vị thánh. Nhưng mỗi buổi hầu không phải bao giờ cũng hầu đủ 36 giá, mà thường là từ 8 đến 15 giá, tùy thuộc vào tâm nguyện của bà đồng. Tùy theo sự tích, công trạng, tính cách của từng vị thánh, thần mà bà đồng thực hiện các điệu múa khác nhau. Người ta gọi đó là múa thiêng, như múa tung nước thánh, múa ban lộc, múa khai quang, múa kiếm, múa long đao, múa lân. Hát văn trong những buổi chầu là hoạt động mang tính gắn liền, không thể tách rời. Những làn điệu của hát văn vừa da diết, vừa trầm bổng,
hòa quyện giữa không gian đầy màu sắc tâm linh đã trở thành nét đặc sắc của dân tộc ta mấy trăm năm qua. Tín ngưỡng thờ mẫu là một tín ngưỡng dân gian thuần Việt, có lịch sử lâu đời của người Việt, biến chuyển, thích ứng với sự thay đổi của xã hội. Tín ngưỡng thờ mẫu hướng đến cuộc sống thực tại của con người với ước vọng sức khỏe, tài lộc, may mắn. Là một nhu cầu trong đời sống tâm linh của người Việt, mang lại cho họ sức mạnh, niềm tin và có sức thu hút mọi tầng lớp trong xã hội. Tâm là giá trị cốt lõi của tín ngưỡng thờ mẫu. Mẫu dạy con người sống hướng thiện, có cái tâm trong sáng, biết đối nhân xử thế, thờ phụng ông bà tổ tiên và biết ơn những người có công với dân, với nước. Trong dân gian, tục thờ mẫu có nguồn gốc từ thời tiền sử. Khi người Việt thờ các thần linh thiên nhiên, các thần linh này kết hợp trong khái niệm thánh mẫu hay còn gọi là nữ thần mẹ. Đàn duyên trải qua lịch sử, tín ngưỡng thờ mẫu ở nước ta đã phát triển, hình thành tín ngưỡng tam phủ, tứ phủ. Tín ngưỡng thờ mẫu gắn liền với nghệ thuật chầu văn hay còn gọi là hát văn, trở thành hoạt động dân gian đặc sắc của nhiều thế hệ. Là thế hệ nối tiếp và biến chuyển hát văn trong đời sống hiện đại, nghệ nhân Thanh Long mang trong mình những tinh hoa hát văn của cả hai thời đại. Đóng vai trò là cung văn trong mỗi buổi chầu, ông là người phải luôn nhạy bén, ứng tác kịp thời và phù hợp với hành động của ông bà đồng, góp phần tạo điều kiện thăng hoa của người hầu đồng. Cung văn như ông Long cũng phải là người biết sử dụng đàn nhiệt, thậm chí là các nhạc cụ khác như trống ban, phách, cảnh, thanh la, vừa phải hát văn. Tuy không phải là bậc cao niên, thế nhưng ở nghệ nhân Long, kỹ năng hát, kỹ thuật về đàn, rung trống, gõ thanh la đã đạt đến trình độ tinh xảo, điêu luyện, tạo âm thanh hòa quyện, rung động lòng người. Ông nổi danh trong làng hát văn vì những màn biểu diễn đầy cảm xúc, truyền tải được tâm tư, tình cảm của người hát. Bên cạnh những làn điệu có tiết tấu rõ ràng, tính chất âm nhạc trong sáng, đậm nét dân ca đồng bằng Bắc Bộ, trong các điệu bồng mạc, sa mạc, cò là và âm hưởng của ca trù trong các điệu bì, phú nói, phú bình cũng thể hiện rất rõ nét trong kết cấu giai điệu của âm nhạc trong hát chầu văn. Chính vì thế, hát văn còn có thể tồn tại riêng biệt. Ông Long thường đem hát văn tới các sân khấu lớn nhỏ để giới thiệu tới khán giả, những người chưa một lần nghe hát văn ở đền phủ. Trong nghi lễ chầu văn nói chung, các hình thức biểu đạt, động tác múa, âm nhạc và lời hát văn đều mang dấu ấn lịch sử, ghi lại sự tích, ca ngợi công đức của những nhân vật lịch sử có công với dân, với nước. Về giá trị văn hóa, nghi lễ chầu văn là tín ngưỡng tích hợp các hình thức văn hóa dân gian khác nhau như âm nhạc, ngôn ngữ, tri thức dân gian, ca hát, nhảy múa, nghề thủ công truyền thống, trang phục truyền thống cùng với nghệ thuật trang trí, kiến trúc ẩm thực hoàn chỉnh. Trong đó, yếu tố biểu diễn kết hợp chặt chẽ với yếu tố tâm linh, phản ánh tư duy, nhận thức về tự nhiên, xã hội của cộng đồng. Tín ngưỡng này vừa bảo tồn các giá trị truyền thống như uống nước nhớ nguồn, vừa được cộng đồng tái tạo, tích hợp các giá trị văn hóa mới để thích ứng với điều kiện cuộc sống hiện đại. Vì vậy, nó có sức hấp dẫn cao đối với mọi người. Còn đối với riêng hát văn, những giá trị nhân văn mà bộ môn nghệ thuật truyền thống này mang lại đã cuốn hút nhiều thế hệ, để mỗi khi cất tiếng hát, những người hát văn lại như thấy tâm hồn mình trở nên thanh tao, nhẹ nhàng.
nội tâm của hát văn, cũng hướng cho cá nhân mình đến một cái gọi là, người ta gọi là hướng thiện. Thì cái tình cảm hướng thiện này hát văn đối với mọi người, mình phải nói như này này. Ông cha mình là dạy con người qua những cái bản văn này rất tốt. Có nghĩa là mình nói đơn giản là quát thì không ai nghe cả, nhưng thủ thỉ nói thầm thì rất nhiều người nghe. Thế thì cái hát văn này nó đem những cái mà dạy con người hướng đến hướng thiện bằng cái gì? Bằng cái âm nhạc, bằng cái sự đong đưa rất nhỏ nhẹ mà để cho người ta phải chú ý đến, người ta phải nghĩ đến nó. Thế ví dụ như là một câu ở trong văn, mình nói đơn giản câu văn trong ông 10 chẳng hạn thế. Có một câu là đời người chỉ ngắn tấc gang, thì gắng tu nhân tích đức ắt được vẻ vang sau này. Cái ý là nói đời người rất ngắn, nay sống mai thác không biết đường nào cả. Nên là mình sống trên đời này cũng làm sao sống tốt đi. Mọi người cứ sống tốt với nhau đi, thì sẽ gặp những cái điều gì mình sẽ gặp được tốt. Thì cái đấy là một cái điều rất tốt trong hát văn. Đấy là thì ngoài cái việc dạy người ta hướng đến cái thiện như thế, thì cái hát văn còn nói được rất nhiều thứ nữa. Ví dụ là nói về con người Việt Nam mình như thế nào, sống tốt không, rồi thì cái trí tuệ con người Việt Nam mình sáng suốt ra làm sao, rồi con người Việt Nam mình là những người anh hùng thế nào. Cũng đấy cũng là một cái điều mà thế giới cũng phải cần phải nhìn nhận cái điều đó là điều đúng. Và hơn nữa là Châu Văn còn nói được cái cảnh sắc của người Việt mình, đất nước mình có những gì, tài nguyên gì, địa danh gì, rồi vùng sâu vùng xa, thậm chí là rõ ràng mình là người Việt Nam, nhiều người còn không biết Việt Nam mình có những địa danh gì. Thế nhưng trong hát văn thì lại nói được rất nhiều, nói vùng dân tộc nhiều. Ví dụ như là Loan Dư phụng giá sơn trang, xuất thần nhập thánh trên ngàn hách danh. Ngày cô chơi nước biếc như non xanh, lai chảy mường khủa mường thanh ra vào, him lam hồng cúm phò tàu. Mường mường la hát lót khi cô vào pha điên. Thì một cái đoạn văn đấy thôi, người ta đã tả được rất nhiều cảnh. Những người mà học cái hát văn này phải có một cái lòng kiên trì rất tốt. Những người đến với mình học thì phần đa là những người cũng đều tầm biết hát qua rồi. Thế nhưng biết hát qua rồi chứ phải là tất cả. Người ta còn phải thêm rất nhiều thứ nữa. Thế bây giờ vào hát văn mọi người phần đa là sửa được tính cách. Mình nói đơn giản bản thân mình thôi nhé, không dám nói đến ai cả. Ngày xưa mình cũng là một người rất hiếu động, cũng rất là nghịch. Thế thì vào hát văn là tự nhiên tính cứ trầm đi. Tính mình trầm đi mà tự nhiên mình cũng cảm thấy là mình phải sống làm sao cho nó đúng là mình. Vào hát văn mà lúc nào kiểu như là mình nó kiểu như là lông nổi quá thì không hay. Từ cách ăn nói, từ cách đi lại, rồi từ cách mình ăn mặc cũng đều phải rất là đàng hoàng. Thì dẫn đến cho con người cũng có một cái gì đấy thay đổi, tính cách tốt hơn với cộng đồng. Thì đấy là cũng một cái điều mà đáng phải học. Hát này câu quan trọng nhất là câu từ. Câu từ mình hát càng rõ thì càng tốt. Nét cao thấp phải rõ ràng. Thế, hoặc là Long cũng thế.
mỗi người có một cái giọng hiện được. Có giọng là một chuyện thôi, nhưng mà cái kỹ thuật nó mới thể hiện được cho mình. Thứ nhất, xong là mình có kỹ thuật này, sự hiểu biết đấy này, xong lại văn mình thuộc nhiều nữa. Các câu hát mà liên kết với nhau nó phải chặt chẽ thì khi người ta nghe nó vừa rõ này, xong cái sự truyền cảm nó sẽ nằm trong tất cả các câu từ đấy. Thể hiện ra thì khi người nghe người ta mới cảm nhận được là cái tình cảm của mình thể hiện trong câu văn nó thế nào. Bỏ ra chơi có nghĩa là giữa cái dấu sắc và dấu viền đấy. Mở lớp học tại nhà cho những người đam mê hát văn đã gần chục năm nay, bản thân ông Long luôn tâm niệm làm sao cho học trò học được nhiều điều về nhân cách, lối sống, tính nhân văn bên cạnh kỹ thuật hát. Ông vẫn luôn nói với học trò hát làm sao cho khán giả nghe rõ từng câu, từng chữ, bởi lời hát văn mang ý nghĩa lớn lao, thêm phải hát rõ để người nghe không chỉ cảm thụ được âm nhạc mà còn thấu hiểu được ngữ nghĩa. Đó là điều khó nhất. Theo ông, hát văn mang tình cảm sâu sắc, phản ánh rõ rệt những trạng thái tinh thần trong cuộc đời con người. Nên khi hát văn, người hát nhận thấy mình trong đó, những vất vả, khó khăn, đến những niềm vui, niềm hạnh phúc. Những trạng thái tình cảm gần gũi ấy khiến cho ông gắn bó với hát văn mà không phải môn nghệ thuật truyền thống nào khác. Và hiện giờ, ông mang tinh thần ấy truyền đạt lại cho thế hệ kế cận. Lắng hoa, lặng chứ mà, lắng ngàn quê. Lớp học của ông mỗi đợt thường chỉ nhận rất ít học viên, để ông có thể truyền đạt cặn kẽ nhất cho từng học trò của mình. Những học viên này tuổi cũng rất trẻ, chỉ tầm 20. Theo quan niệm của nghệ nhân Long, những giá trị truyền thống của hát văn được cha ông truyền lại thì phải giữ gìn nguyên vẹn. Sau đó, lấy cái nguyên vẹn đó để phát triển ra thành những cái mới hay hơn để thu hút giới trẻ, thế hệ kế cận của hát văn nói riêng và các môn nghệ thuật truyền thống khác nói chung. Hát văn truyền thống với nhạc cụ chỉ có đàn nguyệt, một bộ trống phách, trong đó có một cái phách, một cái cảnh và một cái trống, một cái thanh la. Đơn giản chỉ có hai nhạc cụ đó kết hợp được với nhau. Theo ông, nghe thì cổ kính nhưng đơn điệu, phù hợp với không gian thính phòng. Xã hội hiện đại lên, hát văn cần có sự kết hợp của nhiều loại nhạc cụ khác như sáo, nhị, kèn, thập lục, kết hợp với loa máy, phù hợp với không gian lớn hơn và hợp hơn với giới trẻ do âm thanh hay hơn. Đó là một trong những thứ cuốn hút giới trẻ, nhất là những bạn trẻ đam mê nghệ thuật truyền thống. Còn bên cạnh đó, vẫn phải giữ nguyên những cung điệu, làn điệu của hát văn. Ông dồn hết tâm huyết để thu hút giới trẻ vào hát văn. Ngoài giờ đi hát, ông vẫn bận bịu với việc dạy học tại nhà. Ông Long cũng vừa ra mắt trung tâm đào tạo hát văn, chuẩn bị đưa vào hoạt động. Giữa cuộc sống hội nhập với đủ thể loại âm nhạc hiện đại, việc này ngày càng trở nên khó khăn. Nhưng hàng ngày vẫn không thiếu những học trò như thế này đến với ông bằng niềm chân thành, bằng sự tin cậy và bằng đam mê với môn nghệ thuật truyền thống này. Trong tam thai, không phải trong tam thai thôi. Tam thai ngũ nhạc án tiền trăng thanh. Đấy. Khi vui ngự chiếc xe dần lúc buồn. Những câu ca từ khi mà được nghe thầy hát, khi mà nghe thầy hát lên thì có một cái gì đấy nó rất là cuốn hút mình. Câu hát bay bổng ấy, nghe nó thâm thúy ấy, thì mình rất thích, nên là mình theo học. Tôi đến học hát chỗ thầy Long được khoảng một năm rồi. Tôi chọn hát chầu văn là bởi vì là tôi rất là yêu thích cái môn văn hóa nghệ thuật dân tộc mình. Tôi theo cái nghệ thuật hát chầu văn này muốn là để gìn giữ và bảo tồn văn hóa của dân tộc Việt Nam mình. Bằng tài năng, nỗ lực và những đóng góp của mình, năm 2014, ông Phạm Thanh Long đã được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
công nhận danh hiệu nghệ nhân dân gian. Những nghệ nhân nặng lòng với văn hóa dân tộc như ông đã góp phần đưa hát văn trong tổng thể thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do UNESCO công nhận vào ngày 1 tháng 12 vừa qua. Đã được công nhận thì vui lắm chứ. Ai cũng thế thôi, tất cả con dân Việt mình khi một cái nền văn hóa mà được thế giới công nhận thì mọi người đều vui, mọi người đều rất là hân hoan cái việc này. Thì cái tình cảm đấy để dành cho văn hóa dân tộc thì không có cái gì thể sánh bằng được. Thế nên mình phải, khi đã được công nhận thì mình càng phải trân trọng hơn, phải quý trọng nó hơn và mình phải gìn giữ, bảo tồn và phát huy nó một cách mạnh mẽ hơn. Đấy là một cái điều mình mong muốn. Giữ gìn, bảo tồn và phát huy hát văn một cách mạnh mẽ hơn là tâm niệm của nghệ nhân Long nói riêng và các nghệ nhân hát văn khác nói chung. Bởi một khi đã gắn bó với môn nghệ thuật này, cái tình, cái lý của hát văn hòa quyện với giai điệu mượt mà, truyền cảm, với tín ngưỡng tâm linh bản sắc của dân tộc đã trở thành tinh túy thời gian, và không chỉ những nghệ nhân như Phạm Thanh Long mà ngay cả chúng ta cũng cần gìn giữ và bảo tồn cho muôn đời sau. Ai thủy chung đi đức độ mà trước sau đó, còn ai thủy chung chỉ đức độ mà trước sau, hoàng độ cho con cháu mà luôn đề đa luôn thịnh.